Các nhà nông miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2021, kênh nhà nông miền Tây xin được cập nhật giá sầu riêng để cho quý bà con mình tham khảo nha. Thì sau khi tăng ngày hôm qua thì hôm nay giá sầu riêng có chững lại một chút xíu, có nơi thì giảm xuống 1-2 ngàn. Thì kênh nhà nông miền Tây xin được cập nhật để quý bà con mình nắm được cái tình hình nè. Trước tiên là giá sầu riêng tại các tỉnh miền Tây nha quý bà con. Sầu riêng Mon Thon thì là mua xô từ 53 tới 56 ngàn đồng một ký, hàng lựa là từ 56 tới 60 ngàn đồng một ký. Sầu riêng Ri Sáo mua xô từ 36 tới 40 ngàn đồng một ký, hàng lựa từ 40 tới 45 ngàn đồng một ký. Ở khu vực miền Đông Nam Bộ, sầu riêng Mon Thon mua xô từ 45 tới 50 ngàn đồng một ký, hàng đẹp hàng lựa là 50 tới 55 ngàn đồng một ký. Sầu riêng Ri Sáo mua xô từ 30 tới 35 ngàn đồng một ký, hàng đẹp hàng lựa là từ 35 tới 40 ngàn đồng một ký. Đó thì coi như là tình hình chung là sầu riêng ở miền Đông Nam Bộ là có giảm một chút xíu ha bà con ha. Đó thì quý bà con mình nắm tình hình để bán được sầu riêng được giá nhất trong ngày hôm nay nha. Nếu như quý bà con mà bán rồi mà có cái mức giá thì bà con cho kênh nhà nông miền Tây xin một cái bình luận ở bên dưới nha quý bà con. Và hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhà nông miền Tây để có thể theo dõi thêm nhiều loại giá nông sản khác nữa nha. Xin cảm ơn và xin chào.